đường về trường, ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi. Về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Nhớ, nhớ những ngày nơi đây, cùng bạn bè sống dưới mái trường này. Nhớ tiếng nói thầy cô, chắc cánh tỏ bay bay vào cuộc sống. Nhớ, nhớ mỗi mùa thi qua, là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ, ghế đá hàng cây, làm bạn cùng tôi mỗi lần đến trường. Một chiều đi trên con đường này, hoa đi vàng chạy dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, được về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi. Về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay tương mai rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến, hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, hoa leo phủ phàng đan kín, tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm. Bạn cũ rồi, có người về đất buồn xuôi, năm ba đứa bạn phương trời, hai thằng chờ đâu quân năm tới. Về ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly, khóc người biển biệt sơn khê cô
nhân đi bao giờ mới về, hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thời đó trường đây bạn hữu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngây thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ. Có ai đi thương về trường xưa? Nơi đầu tiên thay mặt cho câu lạc bộ văn nghệ Thôn Văn Thái, Trần Đình xin gửi lời chúc tới tất cả các thầy cô giáo và tất cả các cựu học sinh thân yêu của các thầy cô hôm nay có một buổi tổ chức thật long trọng và rất vinh dự cho đội văn nghệ của Thôn Văn Thái hôm nay của Trần Đình được mang những lời ca tiếng hát đến phục vụ các thầy cô và các cựu học sinh. Trần Đình xin mời tất cả các thầy cô và các cựu học sinh của các thầy cô hôm nay buổi tổ chức nghe một ca khúc chèo, đó là Nhớ ơn người thầy năm xưa. Xin trân trọng được kính mời. Mái trường kia vẫn còn đây, tình yêu xin gửi người thầy năm xưa. Tháng năm dầu say nắng mưa, con đò trí thức thầy đưa trong đời. Từ mãi trường ý này ngàn thức nhớ đầy
mê lòng không vơi. Đơn vị câu lạc bộ thôn Văn Bái xin cảm ơn các diễn viên không truyền. Tiếp tục xin kính mời các vị đại biểu các bạn đồng môn chúng ta đón xem chương trình văn nghệ của câu lạc bộ thôn Văn An với tiết mục gửi về quan họ. Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu và các thầy cô giáo cùng đón xem. Chiếc nón mà
Xin cảm ơn câu lạc bộ văn nghệ của thôn Văn La. Tiếp theo xin mời các vị chúng ta đón xem chương trình văn nghệ chọn lọc của câu lạc bộ khu dân cư Trung Hòa của thôn Văn Âm. Em làm cô tớ ngày nay giỏi giang đồng rùa ấm say điều trèo áo dài môi đỏ hóa đỏ em đem sân khấu khác nào diễn viên. Các vị từ sáng thì chúng ta xem toàn diễn viên của vũ hợp của duy nhất. Đây là câu lạc bộ của khu dân cư Trung Hòa thôn Văn Âm. Đề nghị các vị chúng ta cố gắng lắng xem và động viên cho câu lạc bộ. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào sân hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đáng xa, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Mẹ xa ngôi trông che đùa sớm say, dung dung môi cười như thua còn đôi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lắng lơi em quê rộn ràng bao tim chảy buông lơi hàng dừa cao yên mơ soi bóng sông mộng ngày mang say sưa những ước mong gái biển sông hương hẹn trai biển cướp lắm hai ta ước thề xây thâm tình duyên quê. Thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào sân hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Mẹ xa ngôi trông che đùa sớm say, môi cười như thuốc còn đôi em ơi khoan hò khoáng trên sông con đò ngang khoan người khoan hò em về chăm lo việc nhà thắm lúa vun vương cả lim giới trên đây nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lắng lơi đêm quê rộn ràng bao tim chảy buông lơi hàng dừa cao yên mơ soi bóng sông mộng ngày mai say sưa như ước mong gái nhìn sông hương hẹn trai miền cứu lắm hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê gái miền sông hương hẹn trai miền cứu lắm hai ta ước thề xây thắm tình duyên.
miền quê. Alo, alo. Đề nghị các vị là đại biểu chúng ta. Rồi, các bạn ạ. Chúng tôi đang nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn trên cỏ hóa của các diễn viên của câu lạc bộ khu dân cư Trung Hòa thôn Văn Đông. Những giọt mồ hôi rất có ý nghĩa trong ngày vui hôm nay. Xin tiếp tục mời đơn vị Văn Thái biểu diễn với tiết mục Đường Trường Sơn nơi anh Quang. Trường Sơn xây chiến đấu khi miền Nam sáng trong
mời các vị chúng ta tiếp tục xem chương trình văn nghệ của câu lạc bộ thôn Văn An. Xin mời câu lạc bộ Văn An. Tiếp theo trên đây kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn đồng môn chúng ta đón xem chương trình văn nghệ của câu lạc bộ khu dân cư Trung Hòa thôn Văn Đông. Xin trân trọng kính mời câu lạc bộ. Trong đêm trắng tiếng chảy khô, ta hát
làng chiều hôm nay đang mãi say thơ tình trai. Đêm trôi cười vào cười cười như truyền hơi ấm ấm lòng người. Hò hò em ơi gạo trắng như ngà. Hò hò núi dẫn dị lặng. Hò hò nước nhà vinh là quang vinh. Ai xa xăm ai buồn chán nghe hát vang muôn câu hò thanh thang chân băng. Vì vậy cho nên tôi hôm nay tôi hát một bài về người mẹ.
thấy vỡ vì không còn mẹ, cho dù mai tóc còn điểm thương cuộc đời. Nương quay ruộng lúa thấp cao, sông Nam một dài sóng giao đôi bờ, đường làng gợi nhớ ngày xưa, chân chân mẹ đường nắng chưa hay. Mẹ ơi con đã về đây, làng quê còn có mẹ giờ nơi đâu, đói khổ cháo nấu áo nấu một thời mong manh gió, con lại về nhà xưa trên vòng đun mưa trở lại tuổi vẫn thấy bơ vì không còn mẹ, cho dù mái tóc còn điểm thương cuộc đời. Còn đi muốn dặm quê người, vẫn từ cảnh vọng lời ru xin cảm ơn bạn Vũ Thêm. Tiếp theo xin mời bạn Đinh ở đơn vị Văn Thái gửi chuyển tiết mục văn nghệ. Sau tiết mục cùng Đinh mời câu lạc bộ Văn Đăng. Chập chành trời vượt tới tương lai, công ơn cô Oh,
xôn xao bao niềm vui mừng. Bao niềm. Xin mời các câu lạc bộ sau khi biểu diễn xong ở lại hội trường. Hội đồng môn công an xin có một món quà nhỏ để kỷ niệm lại cho các câu lạc bộ. Đôi lời trong từng câu hát từ đây lòng tôi tiếng hát vút lên những lời tha thiết của người con yêu tổ quốc nghi trọn ý đời trong nước non đang thay đổi như bức tấm cho đẹp.
vị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật toàn giá để chào mừng tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ thôn Văn Lang. Sau đây xin mời chúng ta sẽ được đón nghe giọng hát của đồng chí phó bí thư đảng bộ xã duy nhất đồng chí Hoàng Văn Công. Sau tiết mục cá nhân đồng chí Hoàng Văn Công xin mời chúng ta đón nghe giọng hát của cô giáo Nguyễn Thị Kim Nhung, hiệu trưởng trường trung học cơ sở là con gái của thầy giáo Nguyễn Hữu Đức. Xin mời cô hiệu trưởng chuẩn bị. Sau đây xin được giới thiệu toàn các thầy các cô và các bác anh các chị các vị đại biểu một bài hát được mang tên Khúc Ca Dân Đảng. Trước khi thể hiện bài hát này thì xin lời kính chúc sức khỏe tất cả các thầy các cô các bác anh chị cùng toàn thể các vị đại biểu lời kính chúc mạnh khỏe hạnh phúc gia đình luôn luôn thành công đạt đạt. Alo. Mượt mà làn điệu dân ca hát lên từ đất quê ta Thái Bình gửi về Hà Nội ân tình. Kính dâng lên đà quang vinh anh hùng lòng dối bài đình trời xuân năm mi trong xanh ngày mới quang vinh đường lên hạnh phúc thánh tha đất trời muốn đi nhành hoa tươi đuôi sắc dạng ngời chân lý trời đời quê lối tròn niềm vui cùng hướng theo ý cờ niềm vui từ đảo xa tới buồn đồng yên ương núi rừng niềm tin dâng dâng đoái hoa đoá hoa hồng chiến công muốn đi nhành hoa tươi đuôi sắc dạng ngời chân ý trời đời Hà Nội ngàn năm văn hiến không mờ còn vang tiếng bang hội ba đình lòng gió trời xuân nâng ước mơ đùng lên hạnh phúc giờ đây sáng cuộc đời tâu ca đất trời niềm tin dâng đảng đoái hoa đoá hoa hồng chiến công dạt dào niềm tin dâng lên đảng anh hùng quê lúa Thái Bình bài ca lẫn biển đi đông sông núi reo hòa tiếng mây cùng bao xóm đi làng quê lúa vui tưng bừng đường đi có đảng ta vẫn tin theo người cùng thế ra và xin chúc cho sức khỏe các thầy các cô các bác các chị. Xin cảm ơn giọng hát của chị phó bí thư đảng bộ xã. Xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Kim Nhung, hiệu trưởng trường trung học cơ sở lên biểu diễn một chương trình văn nghệ chọn lọc. Kính mời cô. Nếu các vị ngồi thì thôi cô nào. Cô Nhung là con gái của thầy giáo Nguyễn Hữu Đức, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở. Hiện nay cô công tác ở Hồng Phong, hiện nay là chuyển về làm hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã duy nhất.
Kính thưa các chú, các bác là cựu học sinh của trường cấp 2 Phú Hợp khóa 1967-1970. Rất vinh dự cho chúng cháu là lãnh đạo của hai trường trung học cơ sở và trường tiểu học của xã nhà, được thay mặt cho hai đơn vị trường tiểu học trung học cơ sở được về dự buổi tổng kết thành lập kỷ niệm 15 năm thành lập đảng hội và tổng kết 15 năm tổng kết các học hoạt động của năm 2023. Thực sự là khi bác trưởng ban tổ chức thay mặt cho ban tổ chức gửi giấy mời cho chúng cháu đến trường, gửi giấy mời cho chúng cháu, thì thực sự là khi đọc cái tiếp của giấy mời trên giấy mời đó là kỷ niệm 15 năm thành lập hội của hội khóa 1967-1970, chúng cháu rất là xúc động, bởi vì không phải dễ gì mà có thể duy trì thành lập và duy trì các hoạt động của hội. Đến bây giờ các bác đều đang là 70, 72, 74 tuổi và các bác vẫn thành lập hội và duy trì và hoạt động. Và hôm nay được trở về đây cũng háo hức chờ đợi để trở về đây, thì trước mắt thì chúng cháu là được rất là vui, rất là xúc động, được gặp nguyên các thầy cô giáo là đã từng công tác tại trường cấp 2 Phú Hợp, và trong đó có những thầy cô là đồng nghiệp với lại bố của cháu là thầy giáo Nguyễn Hữu Đức trước khi công tác tại trường cơ sở chạy xã nhà, và cũng có những thầy cô cũng lâu lâu rồi không được gặp, đó là đồng nghiệp cháu được vinh dự là đồng nghiệp của thầy các cô, ví dụ như cô giáo Vũ Thị Hoàng là đồng nghiệp cùng công tác với cháu trong một thời gian dài ở ngoài Hoài Phong, và hôm nay rất là vinh dự có sự kết nối của đồng môn để cháu được gặp các thầy các cô từng đồng nghiệp với bố của mình, và những thầy cô đã nghỉ hưu lâu chưa được gặp với đồng nghiệp là đồng nghiệp của mình, thì rất trân trọng và rất xúc động trước buổi gặp mặt hôm nay. Và cái buổi gặp mặt của các hội đồng môn đặc biệt hội đồng môn của bác giờ ở tuổi đã cao, thì chúng cháu những người làm công tác giáo dục và chắc chắn các thầy cô ngồi đây cũng thế, rất là xúc động, rất là hạnh phúc, bởi vì quả ngọt của cây của mình gieo trồng đã có quả ngọt, và mình là người hưởng quả ngọt, và đó là điều hạnh phúc nhất của thế hệ học sinh đã dành tặng cho các thầy cô, những người đứng trên lĩnh vực công tác giáo dục. Thay mặt cho các thầy cô trong nhà trường xin trân trọng cảm ơn tình cảm của các thầy các cô, cũng như được các cựu học sinh các thầy đã tri ân dành tặng cho các thầy các cô. Và trong buổi hôm nay thì hội khóa cũng đã mời các thầy các cô giáo về dự, thì cũng rất là xúc động, và chính cái tình cảm đó là cái động lực để cho các con chúng cháu và thế hệ tiếp theo của các thầy các cô đã nghỉ hưu có thêm động lực để phấn đấu và tiếp tục sự nghiệp chồng người của mình. Thì xin thay mặt cho lãnh đạo của hai nhà trường xin trân trọng cảm ơn các thầy các cô, và đặc biệt là các chú các bác là cựu học sinh khóa 1967-1970 đã cho chúng cháu có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, và cũng để góp vào chương trình văn nghệ để chúc mừng cho cái buổi gặp mặt ngày hôm nay, thì chúng cháu xin hát hay hơi cứ hát, bởi vì bài hát có thể nói nên cái tâm trạng của các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các chú các bác các cựu học sinh và cả cái chúng cháu nữa đối lại cái sự nghiệp chồng người, các thầy các cô, tình cảm của các thầy các cô, tình cảm của bạn bè với mái trường của mình. Và sau đây thì cháu xin gửi tới các đại biểu các thầy các cô và các cô chú bài hát mong ước kỷ niệm xưa. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô.
lời bài hát cũng là thay cho lời cảm ơn tri ân của em các thầy các cô cũng như là tri ân tình cảm của các chú bác là cựu học sinh cấp 2 khóa 1967 và 1970. Và trước khi ngừng lời một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các bác các chú cựu học sinh cấp 2 Vũ Hợp sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho buổi tổng kết cũng như là buổi kỷ niệm thành lập 15 năm và tổng kết hoạt động năm 2023 thắm đượm tình thầy trò, tình bạn bè và chúc cho chúng ta thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn cô hiệu trưởng trường trung học cơ sở. Xin phép các bạn là hôm nay bạn mầm trưởng cho bạn liên lạc có trao đổi là anh viết cho một bài thơ để đọc trong ngày hôm nay. Tôi xin phép được đây cũng chỉ là tôi nêu lại cái ký ức của một thời thơ thôi. Bài thơ có chủ đề dù cho chó có điểm màu chúng mình mãi mãi vẫn là đồng môn. Phép các thầy là có thể cái bài này mới nói lên được phần nào thôi. Hội chúng ta là hội đồng môn cấp 2 Phú Hợp có liên khóa 1967-1970. Ngày hôm nay chúng ta về đây họp mặt kỷ niệm 15 năm ngày thành lập hội của chúng mình. Trong ngày vui hôm nay có các đại biểu, có các thầy cô, có các bạn xa gần cũng về đây tụ hội ôn lại chặng đường chúng ta đã đi qua. Chúng ta nhớ lại có một thời như thế, có một thời quê hương mình, đất mình còn có khó khăn, bữa cơm còn đột khoai đột sắn, miệng luôn thèm một bữa cơm no, quần áo mặc đủ loại màu xanh đỏ, chứ nấy đâu ra đồng phục như bây giờ. Những năm tháng chiến tranh đội mũ rơm đi học, túi cứu thương luôn đeo ở bên mình, máy bay đến cùng xuống hầm trú ẩn, máy bay đi lại lên lớp học bài. Khi đi về phải chia thành tốp nhỏ để kịp xuống hầm trú ẩn tránh đạn bom. Trong gian khổ chúng ta luôn đoàn kết, khi đói lòng chúng ta rất thương nhau. Một nắm ngô rang cũng chia nhau cùng hưởng, một chiếc bánh mì cũng cho bạn cùng ăn. Chúng tôi kính trọng thầy cô luôn nghe lời cha mẹ. Đi học về phải cắt cỏ chăn trâu, chưa trẻ con bây giờ không biết cắt cỏ chăn trâu đâu. Như thế hệ chúng tôi là cắt cỏ chăn trâu. Tối học bài bên ngọn đèn nghe nói mùa đông về được nằm ngủ ổ rơm. Chiếc chăn mỏng gió lùa qua khe cửa, ước ao nhà mình có những chiếc chăn bông. Sáng thức dậy thấy bếp còn lạnh lẽo, nhịn đói đến trường để được học thầy cô. Báo cáo các vị bây giờ trẻ con thì không đói, thế hệ chúng tôi là sáng nhìn là bếp nó lạnh lẽo lắm, nhịn đói đến trường để được học thầy cô. Cái đói thói quen, rất quen, chúng tôi lớn lên rồi tỏa đi muôn ngả. Có người vào bộ đội, công an, có bạn tiểu trường học hết cấp 3, có bạn đi thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, có bạn yêu hiệu đồng gắn bó với quê hương, có bạn đã trở thành những doanh nhân giàu có, đa số chúng mình đã lên chức bà, chức phụ, chức ông. Ngày hôm nay chúng ta về đây họp mặt tại văn lang duy nhất anh hùng. Kỷ niệm 15 năm hội đồng môn cấp 2 Phú Hợp, chúng ta gặp nhau để nhớ về quá khứ, tuổi học trò, trường cấp 1, cấp 2, gặp lại thầy cô như người cầm lái, những chiến đò trí thức qua sông. Chúng ta lại gặp nhau như người bạn cũ, dù tuổi đời chúng mình chẳng bằng nhau, dù tóc trên đầu cũng chẳng giống nhau, nhưng quá khứ vẫn cứ là quá khứ. Kỷ niệm một thời chúng ta được gần nhau, xin cảm ơn các thầy, xin cảm ơn các cô, xin cảm ơn bảng đen phấn trắng, xin cảm ơn những ngôi trường cấp 1, cấp 2, xin cảm ơn cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã quan tâm đến sự nghiệp trồng người, thực hiện đúng những lời bác dạy, vì sự nghiệp 15 thì phải trồng cây, vì sự nghiệp 100 năm thì phải trồng người. Chúng ta cảm ơn bà bố mẹ, họ đã nuôi dạy chúng ta khôn lớn trưởng thành, ơn cha mẹ, ông bà sánh bằng trời biển, ơn thầy cô hãy ghi nhớ suốt đời. Trong ngày vui hôm nay, mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động, tưởng nhớ các thầy cô đã vĩnh viễn đi xa, tưởng nhớ tới các bạn bè đã lặn sâu trong lòng đất. 15 năm đã đi qua, 15 năm đã bao lần cây trổ hoa kết trái, cũng là 15 lần thầy cô và các bạn được gặp nhau. Hãy nhớ mãi hội đồng môn cấp 2 Phú Hợp, dù tóc có điểm màu, chúng mình mãi mãi là đồng môn. Xin cảm ơn các bạn. Kính thưa các vị đại biểu, các quý, kính thưa các thầy cô giáo,
nghỉ hưu và đang công tác. Thưa các bạn đồng môn cấp 2 Phú Hợp liên khóa 1967-1970. Năm cũ vừa mới đi qua, mùa xuân năm mới cây ra lộc trồi. Một năm mới đã đến rồi, mỗi người thêm tuổi, đất trời vào xuân. Nhân dịp năm mới, năm Giáp Thìn và nhân dịp buổi gặp mặt truyền thống lần thứ 15 Hội đồng môn cấp 2 Phú Hợp, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các bạn đồng môn lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc buổi lễ kỷ niệm chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn đồng môn thực hiện quy chế hoạt động của hội hôm nay ngày 3/4/2024, tức là ngày 25/2 năm Giáp Thìn, tại nhà văn hóa thôn Văn An, xã Duy Nhất, hội đồng môn cấp 2 Phú Hợp long trọng tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm lần thứ 15 ngày thành lập hội. Rất vinh dự cho hội chúng ta được đón các vị đại biểu thay mặt cấp ủy chính quyền xã Duy Nhất, các vị đại biểu thay mặt ban giám hiệu trường tiểu học Duy Nhất, trường trung học cơ sở Duy Nhất, các thầy cô giáo đã nghỉ hưu, các vị đại biểu thay mặt cho cấp ủy chính quyền thôn Văn An, đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban xã, có các vị đại biểu. Chúng tôi có mời hai đồng chí bí thư Đảng bộ đến sau. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Ngọc Bùi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhất, đồng chí Hoàng Quang Khâm, Phó bí thư Đảng ủy xã Nhất, đề nghị hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Hiện nay xin mời các bí thư và đồng chí Phó Chủ tịch Ban xã đến sau. Đoàn đại biểu trường tiểu học Duy Nhất, trường trung học cơ sở Duy Nhất, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung, hiệu trưởng trường trung học cơ sở, đồng chí Vũ Thị Liên, hiệu trưởng trường tiểu học Duy Nhất, đề nghị hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu thôn Văn Nang, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có bà Vũ Thị Thương, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, ông Phạm Văn Hưng, phó trưởng thôn Văn Nang, hiện nay đồng chí trưởng thôn có lý do để báo cáo, đề nghị hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Là thế hệ các thầy cô giáo đã có nhiều công lao cho sự nghiệp chồng người của xã Phú Hợp trước đây và hiện nay là xã Duy Nhất, xin trân trọng giới thiệu có thầy Châu, thầy Điềm, cô Hoan, cô Phượng, cô Hòa, cô Nội đã về dự buổi chung vui hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thay mặt một thành phần rất quan trọng trong buổi gặp mặt hôm nay là các bạn đồng môn, có bạn ở gần, có bạn ở xa như Hà Nội, Điện Biên, Hải Phòng, Nam Định, thành phố Hồ Chí Minh, Duy Nhất, Kiến Sương, Phủ Phong và ở một số nơi khác đã về dự hội hôm nay, đề nghị hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn, các vị đại biểu đến dự mà động viên bằng tinh thần và có vật chất để động viên trong cái ngày chúng ta gặp mặt hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Khâm, Phó Bí thư Đảng ủy, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân nên tặng hoa cho lễ kỷ niệm. Xin mời bạn Phạm Đình Mầm thay mặt cho hội lên nhận quà của Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân. Cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ban dân xã Duy Nhất. Tiếp theo chương trình tặng hoa, xin trân trọng xin mời cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Nhung thay mặt cho Liên, hiệu trưởng trường tiểu học lên tặng hoa cho hội. Xin mời cô Nhung và xin mời bạn Phạm Đình Mầm lên nhận hoa của hai trường tiểu học và trung học cơ sở xã Duy Nhất. Chương trình tặng hoa, tôi xin trân trọng giới thiệu và xin mời bà Vũ Thị Thương, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Văn An, thay mặt cho cán bộ đảng viên nhân dân thôn Văn An lên tặng hoa cho hội chúng ta. Xin trân trọng kính mời bà Phạm Đình Mầm lên nhận hoa. Vâng, xin anh cảm ơn đồng chí bí thư chi bộ thôn Văn An.
Thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn Đảng ủy Hội đồng nhân dân, ban giám hiệu hay là trường, cảm ơn cấp ủy chi bộ thôn Văn An đã dành tình cảm đến dự và có hoa quà tặng cho chúng ta. Xin mời bạn mầm lên nhận hoa của các thầy cô giáo nghỉ hưu. Tôi xin thay đổi lịch trình một tí ạ. Xin mời đại diện của ba câu lạc bộ văn nghệ của ba thôn lên kỳ lại để nhận quà của ban tổ chức và quà của hội. Xin mời đại diện của ba câu lạc bộ Văn Thái, Văn Mang và Trung Hòa lên nhận cái quà. Thôi thì gọi là quà tình cảm đó, rất là nhỏ thôi. Xin mời các đại diện của ba câu lạc bộ lên nhận quà của ban tổ chức. Và xin mời bà Phạm Đình Mầm thay mặt cho hội hội trao quà của hội cho ba câu lạc bộ. Tôi cổ ít lòng nhiều các câu lạc bộ thông cảm. Thời gian tập luyện thì rất dài nha. Món quà thì nó rất là nhỏ thôi, cũng mong mong để thông cảm cho. Vâng. Xin cảm ơn ba câu lạc bộ. Tiếp theo tôi xin mời thầy Châu Thị Tiềm, cô Hoan, Phương Cô Hòa và cô Nội lên sân khấu để nhận quà của hội đồng hôn của hai phù hợp. Xin trân trọng trình bày các thầy cô. Thầy Châu, thầy Tiềm, cô Hoan, cô Phương, cô Hòa. Mời các thầy cô lên. Ngoài qua của hội thì một số cá nhân như bạn bà lời những lời mà tổ chức. Tôi biết là bạn hộ hộ vệ có quà cho thầy cô. Xin mời hai bạn chuẩn bị quà để lên tặng cho thầy cô. Xin mời bạn hộ hộ bạn vệ hai bạn có quà cho thầy cô. Xin trân trọng cảm ơn hai bạn lên tặng quà cho thầy cô. Món quà nhỏ của hội. Xin trân trọng xin mời các vị đại biểu, các thầy cô. Thế còn đại biểu là đến sau chúng tôi sẽ gửi sau. Xin mời đồng chí chủ tịch, đồng chí phó bí thư, đồng chí hiệu trưởng hai trường, đồng chí bí thư, đồng chí phó thôn, được đồng chí thôn viên. Tôi thơ như áng mây, sao xưa sẽ mãi bay về cuối trời. Xóa những kỷ niệm dấu yêu. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh
ước mơ còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mơ tình. Tiếp theo nội dung xin trân trọng giới thiệu và kính mời ban Phạm Đình Mầm, trưởng ban liên lạc lên báo cáo kết quả thực hiện công tác hội trong thời gian vừa qua, đặc biệt là năm 2023. Thì sau đây xin trân trọng kính mời ban Phạm Đình Mầm lên làm việc. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến, trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi hội ngộ ngày hôm nay, đứng tại quê hương mái trường xưa, chúng em được quay trở lại với thời gian của hơn 50 năm trước, thật là một cảm xúc khó nói lên thành lời. Lời đầu tiên cho phép em thay mặt cho ban liên lạc và các bạn cựu học sinh khóa học 1970 xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh hội khóa mạnh khỏe thành đạt, chúc cho buổi hội ngộ của chúng ta hôm nay thành công. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến. Vậy mà đã hơn nửa thập kỷ kể từ ngày chúng em tạm biệt ngôi trường yêu dấu để bước tiếp vào ngưỡng cửa cuộc đời. Nay trong không khí xúc động, 15 năm qua chúng em cùng các thầy cô gặp mặt để ôn lại những kỷ niệm xưa của một thời thanh xuân. Chúng em vẫn còn những cảm xúc chân thật như vẫn mơ vừa mới hôm qua, trang giấy trắng ánh đèn mờ trên mái trường tre. Trong suốt cuộc đời của mình, ai cũng có một thời để nhớ, để hoài vọng, để yêu thương. Hôm nay chúng em dành cả trái tim mình chứa đựng bao tình cảm chưa nói đến thành lời, dành tặng cho thầy cô hơn 50 năm trở về trước. Hôm nay chúng em trở về đây với ký ức đẹp nhất của cuộc đời và tự hào hơn nữa là học sinh của trường cấp 2 Phú Hợp, nay là trường tiểu học trung học xã Duy Nhất. Chúng em được hòa vào niềm vui và xúc động những cái bắt tay, những cái ôm hôn nồng ấm, những nụ cười rạng rỡ. Trong từng ấy năm qua, những tình cảm ấy mãi chẳng phai mờ. Mái trường nơi chúng em được chắp cánh hoài bão, có bạn là kỹ sư, có bạn là bí thư, có bạn là chủ tịch, có bạn là danh nhân thành đạt, có bạn là công an, bộ đội, sông pha nơi biên giới hải đảo, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Và tự hào hơn, có những bạn tiếp nối các thầy cô đứng trên bục giảng, tiếp nối các nghề cao quý nhất trên tất cả các nghề cao quý. Cái nghề không trồng hoa cho đất, nhưng lại nở cho đời muôn đóa hoa tươi. Chúng em hội ngộ tại đây, chúng em không phân biệt địa vị cao thấp, chúng ta vẫn là học trò của các thầy cô. Chúng ta đã cùng nhau vẽ nên những bức tranh tươi đẹp nhất của tuổi học trò. Chúng ta luôn tự hào là học sinh dưới mái trường thân yêu. Chúng em vui mừng với sự phát triển đổi thay mạnh mẽ của nhà trường, với cơ sở vật chất sang trang sạch đẹp. Trường đã nhiều năm liền đạt chuẩn quốc gia và dẫn đầu khu vực về chất lượng giáo dục. Ơn thầy hiển rộng cố bờ, tấm lòng thầy vẫn sáng ngời dân gian. Chúng em cũng hiểu sự trưởng thành của học sinh là trăn trở của các thầy cô. Tuy có nhiều khó khăn vất vả, song các thầy cô đã vượt lên tất cả khi đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức và dạy cho học sinh đạo lý làm người. Các thầy cô luôn là biểu tượng tươi sáng nhất của một tấm lòng vì học sinh thân yêu. Buổi hội ngộ hôm nay có rất nhiều bạn tạm gác ngoài công việc lại để trở về đây cùng hội ngộ và tri ân ôn lại kỷ niệm xưa. Nhưng cũng có những bạn chưa một lần tham dự vì hoàn cảnh nào đó. Song tôi tin chắc rằng dù ở nơi đâu chăng nữa, mối liên kết tình cảm của trường cấp 2 Phú Hợp, nay là trường tiểu học trung học cơ sở Duy Nhất, vẫn không bao giờ phai mờ. Kính thưa toàn thể hội khóa, các thầy cô mặc dù sức khỏe đã giảm chút khi đi lại gặp rất nhiều khó khăn, các thầy cô đã dành thời gian về dự buổi họp mặt với chúng em ngày hôm nay. Thay mặt cho hội khóa xin bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô. Thay mặt cho hội khóa xin cảm ơn các vị đại biểu khách quý. Mặc dù bận rộn rất nhiều công việc, song trong suốt 15 năm qua, mỗi khi hội khóa họp mặt đã được các vị đại biểu bớt chút thời gian vàng ngọc tới dự về dự buổi họp mặt của hội khóa. Chúng tôi xin thay mặt cho hội khóa xin cảm ơn các vị đại biểu, chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Thay mặt cho hội khóa xin cảm ơn các bạn hội khóa
đã luôn đồng hành cùng Ban Liên lạc xây dựng phong trào của hội trong suốt 15 năm qua, duy trì tốt quy ước của hội đã đề ra. Xin cảm chân thành cảm ơn các bạn. Thay mặt cho hội khóa, xin cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Kim Nhung, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở xã Duy Nhất, cô giáo Vũ Thị Liên, hiệu trưởng trường tiểu học Duy Nhất. Mặc dù công việc giảng dạy bận mải, các cô vẫn đã vớt chút thời gian về dự buổi họp mặt của hội khóa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cô. Chúc cho trường Trung học và tiểu học xã nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời tất cả các vị đại biểu, thầy cô giáo. Xin mời tất cả thầy cô giáo các bạn đứng dậy. Xã hội tôn vinh gọi hai tiếng thầy cô. Công ơn giáo dục của thầy bao la như biển cả. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta dành một phút để tưởng nhớ các thầy, thầy giáo Phạm Xuân Thôn, thầy giáo Lưu Văn Thức, thầy giáo Phạm Xuân Thản, thầy giáo Phạm Nam Dương, cô giáo Lưu Thị Tuyết và 12 bạn đã ra đi về với mẹ đất mẹ. Cầu chúc cho hương hồn các thầy cô và các bạn được an lành nơi vĩnh hằng. Thay mặt cho ban thưởng báo cáo tài chính công khai trong suốt 15 năm qua. Thế thì báo cáo là đánh cái việc này của ban thưởng, nhưng ban thưởng là ốm không đi sinh hoạt được. Tôi sẽ thay mặt báo cáo nói cái tài chính. Xin phép các bạn là xin báo cáo. Tôi xin báo cáo ngắn gọn về báo cáo số tổng thu chi trong suốt 15 năm qua. Thế là số tiền tổng thu của 15 năm qua là 68 triệu 375 nghìn. Tổng chi là 15 triệu 500. Tổng chi là 51 triệu 239 nghìn. Trong đó là có chi tiếng nguồn là 7 triệu 300 nghìn. Thế đối thu trừ chi là còn lại là 17 triệu 072 nghìn. Đấy là xin báo cáo trước cái này. Hội là số tiền chi tiêu trong 15 năm, vừa thu vừa chi là còn quỹ là còn 17.200 nghìn. Anh em hội trong ban liên lạc còn tiết kiệm. Xin chân thành cảm ơn. Xin báo cáo các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn chúng ta được nghe cái báo cáo của bạn trưởng ban liên lạc của hội đã báo cáo kết quả thực hiện. Nhưng trong cái báo cáo thì có những điểm nổi bật mà có lẽ cũng rất ít hội đồng môn nào được. Ở đây có đồng công trên lãnh đạo của xã chứng kiến là hàng năm hội chúng ta vẫn dành cái tình cảm đối với các liệt sĩ tại nghĩa trang quê nhà. Đấy là được sự ủy quyền của các bạn bạn xa cũng tài trợ sách ngân sách của hội thì hàng năm chúng tôi vẫn là ban liên lạc vẫn dành như là cái trách nhiệm thay mặt cho các bạn đồng môn trong toàn hội đến nghĩa trang liệt sĩ viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quê nhà vào dịp kỷ niệm ngày 27 tháng 7. Mặc dù
thì đấy, hôm nay cũng trong báo cáo của chúng mình đã nêu, chúng tôi nhấn mạnh có một cái điểm nhấn như vậy, thì có lẽ là chưa có tổ chức hội nào làm tổ chức hội của chúng ta. Tiếp theo phần báo cáo tài chính thì cũng xin báo cáo là chúng tôi cũng chỉ báo cáo tóm tắt phần thu phần chi số còn lại thôi, chứ còn không báo cáo chi tiết về đây tổng hợp về 5 năm. Thế nhưng trong ngày họp mặt hôm nay thì chúng tôi xin vui mừng thông báo là các bạn đã có cái tinh thần tài trợ cho hội chúng ta. Bạn Lê Văn Bình ở Tân Bình tài trợ 1 triệu đồng. Bạn Khoát tài trợ 430.000 đồng. Bạn Hộ tài trợ 1.500.000 đồng. Bạn Vệ tài trợ 1.500.000 đồng. Bạn Tự thì rất tiếc là bạn Tự hôm nay là điều trị sức khỏe đang điều trị, như đồng chí Vệ nói là đang điều trị tại 108 không về giữ được, nhưng cũng có tiền về để gọi là tặng cho hội chúng ta 500.000 đồng. Bạn Đỗ Minh ở Trung Hòa 500.000 đồng. Và bạn Bạn Bình ở Nam Định là 500.000 đồng. Chúng tôi cũng chưa công được tổng số tiền, nhưng mà cũng xin báo cáo là tôi xin đọc lại là bạn Bình 1 triệu, bạn Khoát 430.000, bạn Hộ 1.5 triệu, bạn Vệ 1.5 triệu, bạn Tự 500, bạn Đỗ Minh Trung Hòa 500, và bạn Bình Nam Định đại tá công an về hưu 500.000 đồng. Thay mặt cho hội, đề nghị chúng ta cũng nhiệt liệt cảm ơn và cảm ơn các bạn đã có điều kiện để tài trợ cho hội chúng ta. Tôi cũng vì trợ lý là ông Lợi là chưa công chân nên không báo cáo được tổng số là bao nhiêu, cho lại xin báo cáo các vị đại biểu là về dự hội nghị hôm nay, tôi xin mời thầy giáo Tiềm thay mặt các thầy giáo lên phát biểu cảm tưởng. Xin mời thầy. Thầy cô giáo đã nghỉ hưu và đang công tác tại trường. Hôm nay ngày hội của đồng môn của các em trường cấp hai của họ, tôi đại diện cho các thầy cô về hưu đã gửi tới các vị đại biểu, các thầy cô giáo và tất cả các anh chị em trong hội đồng môn lời chào sức khỏe, chúc cho thể gia đình các thầy các cô và toàn bộ các em học sinh gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc. Kính thưa các thầy cô giáo và các vị đại biểu, tính trường Ngũ Hợp đến nay là được 57 năm rồi, từ năm 67 và đến nay là năm 24 là được 57 năm. Trường Ngũ Hợp lúc bây giờ là có 7 giáo viên, trường được thành lập là có 7 giáo viên, mà 7 giáo viên thì toàn nam cả, có mình thầy thôn là có vợ có con, còn 6 anh em tôi là chưa có gia đình. Và làm việc trong cái giai đoạn này thì mùa xuân và mùa xuân nó khổ lắm, nó mưa dầm, đường thì trơn, lớp sơ tán, nghe đi tiếng máy bay là phải thổi còi cho học sinh là mãi mốt vui vào học. Mà hơn lúc bây giờ thì báo cáo các vị là nhiều lúc nó còn mướp trên đây chạy vào khổ lắm. Cho nên đến nay thì nghĩ đến cái kỷ niệm này thì cái giai đoạn ấy thầy và trò đều cực khổ về thời tiết. Mà học sinh của chúng ta thì chăm ngoan. Tôi đi các trường thì tôi cứ quay trở lại suy nghĩ về cái trường các bạn. Là một trong những trường học sinh ngoan nhất tôi đã từng dạy. Cho nên cái tình cảm của các em với chúng tôi, sâu nặng lắm, không thể quên được. Và báo cáo các vị là nhiều em học sinh học năm lớp 7 đến bây giờ tôi vẫn nhớ tên em, nhớ tên bố là gì ở xóm nào, tôi vẫn nhớ. Nhiều lúc các em hỏi tôi là thầy có nhớ tên tôi không? Thế ví dụ như là em Thư ở đề thám, con nhưng mà con như thế cô lớn là cô dạy mẫu giáo rồi lấy cái năm năm cái thư thì ở đi vài con nhau nhưng mà để làm thì tôi không nói tên đấy nữa, thế là nó cười rồi. Thế nên là tại sao sao tôi lúc bây giờ đến bây giờ vẫn cứ nhớ được, bởi vì cái điều kiện hoàn cảnh các em tối học đèn dầu mà không đi kiểm tra thì các em cũng mất. Chứ tối nào cũng phải đi kiểm tra, đi từ xóm hôm nay xóm này tối mai xóm khác để đến kiểm tra cho các học. Cho nên cái tình cảm giữa thầy và trò nó nhớ mãi những cái đêm khuya đi kiểm tra các em học. Cho nên nhớ.
Thế mà báo cáo ấy, các vị bảy anh em chúng tôi học đầu tiên thì tính đến bây giờ là năm người hy sinh rồi. Lúc nãy là còn thiếu một thầy, thầy Thôn, thầy Thả, thầy Thức, thầy Dương và thầy Cử ở Vũ Quý. Còn lại là tôi với thầy Loan, thầy Loan ở Bình Dương, khai hoang Bình Dương, lấy vợ ở Nam Tân đi khai hoang. Cái cho nên đến bây giờ là cái đội ngũ 7 người ấy, còn có tôi với thầy Cử. Rồi sau năm sau là các thầy cô giáo bắt đầu về tập trung. Cho nên là 15 năm nay cái hội của các em học sinh mà tìm chúng tôi nghĩ rằng là cái tình cảm nó sâu sắc. Hôm nay các em về cái kỷ niệm 15 năm, nhưng mà tôi vì tôi biết là hội khóa 6770 và kỷ niệm 57 năm trường cấp 2 phù hợp được thành lập. 57 năm. Cho nên là hôm nay thì thực ra là cái điều kiện nó không cho phép. Lúc ngồi đối thoại ngồi nói chuyện với nhau thì vui vẻ lắm, nhưng mà đây đây này là còn nhiều vấn đề mà trong hội họ phải giải quyết. Nên tôi xin phép phát biểu một số ý kiến như thế thôi, để mong rằng là cái hội chúng ta cố gắng giữ, cố gắng duy trì để mà thỉnh thoảng gặp nhau, anh chị em gặp nhau động viên, nuôi dưỡng con cái thành đạt. Thế này đại diện cho thầy các cô trong tổ thiêu thì kính chúc các vị đại biểu, đại diện cho đảng ủy ban nhân dân duy nhất, rồi là ủy ban chi bộ của thôn Văn Lai, lời kính chúc sức khỏe và chúc toàn thể chúng ta là mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Các thầy cô giáo và các đại biểu, các bạn đoàn môn hôm nay đang cùng khoa bí thư đảng ủy chủ tịch phường xã cũng do công việc của tập thể bây giờ mới đến dự hội nghị chúng ta được. Đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, sự nghiệp giáo dục và đặt dưới sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước và chung tay góp sức của toàn dân. Hôm nay với hội chúng ta thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Ngọc Bùi, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã lên phát biểu động viên cái phong trào của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu quý, kính thưa thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bác, hội đồng môn khóa học năm 1967-1970, trường trung học cơ sở Phú Hợp. Hôm nay hội đồng môn khóa học 1967-1970, trường phổ thông cơ sở Phú Hợp long trọng tổ chức kỷ niệm 54 năm ngày ra trường và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập hội. Về lễ kỷ niệm hôm nay, thay mặt cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin được gửi lời chào trân trọng, chúc các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng các bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô cùng các bác, 54 năm xa cách mái trường thân yêu và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập hội. Đây là một sự kiện vô cùng đáng nhớ và quan trọng đối với các bác. Thời gian tôi đi trải qua bao nhiêu tháng thăng trầm cuộc đời, các bác đã cùng nhau đi qua nhiều thử thách, những kỷ niệm và những niềm vui. 54 năm trôi qua nhanh chóng, nhưng tình cảm của các bác đã dành cho nhau mãi mãi không thay đổi. Hôm nay các bác lại có cơ hội gặp lại nhau, ôn lại kỷ niệm xưa, những thời khắc tuyệt vời khi các bác cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong những ngày học. Mỗi cá nhân trong các bác đã đi trên con đường riêng của cuộc sống, nhưng không quên giữ gìn tình bạn và tình đồng đội. Đây là một việc làm rất trân trọng. Nhìn lại quãng đường đã qua, nhìn lại thành tựu của các bác, ai ai cũng đã trưởng thành, những người có đóng góp đáng kể cho xã hội, cho địa phương và cho mỗi gia đình.
Mỗi thành công, mỗi bước tiến của các bác là niềm tự hào không chỉ cho chính mình mà còn cho cả lớp, cho các thầy cô giáo, cho cả quê hương. Hôm nay một ngày nhân duyên, các thầy cô, các bác từ các địa phương, từ nơi công tác khác nhau, song vẫn dành thời gian hội tụ về đây cùng các thầy cô giáo tưởng nhớ những ngày xưa, cùng nhau chia sẻ những truyền thống và giá trị mà các bác đã học được từ thầy giáo, cô giáo, học được từ nhau những kinh nghiệm trong cuộc sống và giúp đỡ nhau trong cương vị công tác. Các bác có thể đã trở thành khác biệt, nhưng tình yêu thương, sự đoàn kết của các bác vẫn mãi mãi không thay đổi. Tình yêu thương, sự gắn kết, các bác đã được làm những việc đáng trân trọng để lớp trẻ noi theo xã hội cảm nhận. Với xã hội, với địa phương, các bác đã có những đóng góp đáng kể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Các bác đã ủng hộ xây dựng quỹ an sinh xã hội, giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay, mặc dù các bác mỗi người công tác ở mỗi nơi, ngoài địa phương, người công tác ở địa phương, những tình cảm của các bác luôn hướng về quê hương đã tạo điều kiện giúp đỡ địa phương cả về tinh thần lẫn vật chất, xây dựng mối quan hệ giữa người con quê hương với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, cùng với nhân dân địa phương và nhân dân các khu dân cư, xây dựng quê hương ngày một khởi sắc. Đời sống của nhân dân đã từng bước được cải thiện, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được ổn định, các cấp học duy trì tốt kế hoạch năm học, các trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2, trường trung học cơ sở đội tuyển học sinh giỏi năm 2024 thi cúp đạt giải nhất, phong trào văn hóa văn nghệ phát triển đều ở các thôn, các câu lạc bộ dân vũ hoạt động sôi nổi. Đầu năm 2024 có 5 câu lạc bộ dân vũ xã nhà tham gia sân chơi văn hóa làng do đài truyền hình Thái Bình tổ chức tại chùa Keo. Không khí sân chơi sôi nổi, hai đội dân vũ đã tham gia văn hóa dân gian do cấp tỉnh tổ chức. Về buổi họp mặt nhân kỷ niệm 54 năm ngày ra trường và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập hội, thay mặt cấp ủy chính quyền địa phương trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn các thầy giáo, cô giáo với các bác, mong rằng các bác tiếp tục quan tâm giúp đỡ địa phương và nhân dân để cùng nhau xây dựng quê hương ngày một văn minh. Xin chân thành cảm ơn các bác đã tạo điều kiện cho cấp ủy chính quyền có dịp gặp gỡ các thầy giáo, cô giáo. Các bác xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo, các vị đại biểu, các bác và gia đình thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí chủ tịch ban xã thay mặt cho cấp ủy chính quyền xã thứ nhất đã lên phát biểu động viên cũng như ghi nhận cái sự đóng góp của hội chúng ta trong năm vừa qua. Một lần nữa chúng tôi xin đề nghị hội ta ra một tràng pháo tay cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể xã nhất. Xin cũng xin thông báo nhanh với các vị đại biểu và các thầy cô giáo đến giờ này chúng tôi cộng cộng thì nhận được sự ủng hộ của các bạn. Đến giờ này chúng ta nhận số tiền là 5.930.000 đồng. Xin đề nghị hội ta nhận được số tiền này thì chúng ta sẽ bổ sung vào quỹ hoạt động của hội trong thời gian qua. Và nhân đây chúng tôi nói với các vị là lúc đầu đây thì đồng chí ông Bạch Định đặt vấn đề với ban liên lạc là chí gia tài trợ cho một chuyến xe hội chúng ta đi trong ngày. Nhưng mà anh lãnh đạo trong ban liên lạc cũng điện các bạn là nhưng mà nhiều bạn này nói là không đi được, cho nên là chuyến đi đó là chưa thực hiện được. Đấy, hôm nay cũng xin thông báo là riêng bạn và Định là tài trợ cho chúng ta một chuyến xe đi trong ngày, nhưng mà cũng là điện cho các bạn đều bận bận lý do không đi được, cho nên chưa được. Để nhân đây tôi thì là bạn hộ sang năm là bố trí du lịch của cái được không ạ? Đấy nha các bạn nha, đồng tình đấy chứ sang năm là tôi thế này tôi phải nói luôn là nếu mà chờ đủ 100% đi thì khó lắm. Có bao nhiêu bạn là đi thì ta đi các bạn. Đấy là cũng xin nói với bạn thì tôi rất cảm ơn các bạn mà ở xa cũng có điều kiện hơn. Anh tôi ở nhà thì nói thật ra là làm ruộng
có bạn mà có điều kiện thì chăn nuôi cho nên là cái nguồn thu nó cũng thấp. Các bạn đi ra công tác bên ngoài chuyển thành cũng có điều kiện để ngân sách tài trợ xã hội cho rằng đây là rất là quý và cũng xin ghi nhận cái tấm lòng của các bạn có những cái đóng góp của hội chúng ta không phải năm nay mà trong những năm vừa qua. Xin cảm ơn các bạn. Sau đây chúng tôi xin mời bạn Mầm trưởng ban liên lạc lên tiếp thu và bế mạc của chúng ta tại đây. Và cũng xin nói luôn là sau hôm nay thì xin mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn chúng ta giải lao một chút bộ phận phục vụ chuẩn bị hội trường chúng ta tổ chức sinh hoạt tại đây. Thay mặt cho ban liên lạc xin cảm ơn lời phát biểu của thầy giáo Tiềm, thầy đã vừa rồi đã nhắc lại những cái kỷ niệm xưa để chúng ta nhớ lại, tức là hơn 5 năm trước là thầy giáo nhắc lại là từ đầu cuối để các bạn ngồi đây cũng nghe thấy. Thay mặt cho ban liên lạc xin cảm ơn ý kiến của thầy đáng ghi nhận cái sự đóng góp giúp đỡ về tinh thần của thầy đã về để cùng chúng em là hàng năm là họp hoạt ôn lại những kỷ niệm xưa. Và thay mặt cho ban liên lạc xin cảm ơn ông chủ tịch Phạm Ngọc Bùi đã lên có ý kiến phát biểu trên và có cái ý kiến đóng góp xây dựng cho hội. Thay mặt cho hội xin chân thành cảm ơn ông, chúc gia đình ông mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Thế thì báo cáo với các vị đại biểu với này trong các bạn học sinh như thế này, năm nay là lẽ ra cái số hội viên chúng ta là một đông lắm. Thế nhưng một đột xuất vừa rồi ngày hôm qua tôi rất nhận rất nhiều tin là có một số bạn là có cái việc đột xuất cho nên là không tham dự được. Nên hôm nay này số hội viên ta tham gia là không được đầy đủ lắm. Vì có những việc đột xuất là việc kiện cáo nên là không tham gia được. Thế thì cũng xin báo cáo với thầy cô với các bạn. Bây giờ thì tất cả thầy cô để các bạn tuổi cao rồi. Thế nên là cái việc tham gia thì có khi bây giờ nhận lời nhưng mai có khi vẫn không đi được. Thế nên là sức khỏe yếu không đi được. Nhất là đây này cũng xin thành chân thành cảm ơn các bạn mà có cái điều kiện tài trợ cho hội để có ngân sách hoạt động tốt trong thời kỳ bắt đầu thành lập đến giờ. Không phải hôm nay như nãy anh Động nói là không phải năm mà năm nào là anh có cái tiền tài trợ cho hội có quỹ để xây dựng hội và hoạt động hội nó duy trì được đến ngày hôm nay. Xin thành cảm ơn. Thay mặt hội là xin với mặt cầu họp để sau đó là mời các vị đại biểu thầy cô các bạn để nào cũng chút là nhờ ban hậu cần xong mời dự cùng hội. Xin chân thành cảm ơn. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chờ bao ước mơ. Còn đâu bóng hoàng hôn, những chiều mơ tím. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa bên đó mờ sương cuối thu. Xa dáng em gầy trắng ướt áo, xa lời hứa khi xưa. Thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi.
vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ con mà hát trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Chỉ thấy im lìm cây dương đầu trường con khắc hàng tên, hoa leo phú phàng đáng kiên, tiếng ve kêu nghe gửi buồn thêm. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi, dẫm ba đứa bạt phương trời, hai thằng chờ đầu cuốn nắm tới.
về ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly, khóc người biển bên sơn khê, cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại như khuôn mặt mới, thấy đó chưa.